Phật. À, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học kinh Trung Bộ, cái bài kinh số 11 có cái tên là Tiểu Kinh Sư Tử Hống. Xin thưa với đại chúng rằng là trong các bài kinh đó, Đức Phật hay đưa một số hình ảnh, ví dụ như là sư tử hay là trâu hay là voi hay là ngựa vân vân, thì đưa vào trong các bài kinh để tăng thêm cái phần sống động. Và bên cạnh đó triển khai những cái giáo lý, triển khai những cái con đường, những cái đường hướng để mà chúng ta tu tập. Thì ở đây có cái tựa là sư tử hống. Thì quý vị biết á, sư tử là một trong những cái loài động vật mà nổi trội vì là nó có một số cái đặc điểm xét về mặt vật lý học đó, thì là ta thấy cái chữ hống này nè, chữ hống là chúng ta hiểu chữ hống không ạ? Tức là theo như các nhà khoa học người ta nghiên cứu thì cái con sư tử mà trưởng thành khi mà nó gầm, nó rú lên đó, thì là cái tiếng vang của nó sẽ đạt cái là xin lỗi 8 km nha, tức là cái tiếng vang, tiếng xa của nó 8 cây số. Thì ở đây Phật dùng cái hình ảnh là sư tử hống, có nghĩa là những cái giáo pháp mà được Như Lai thuyết ra, những cái bài pháp được những vị thánh đệ tử nói ra chẳng hạn, thì là giống như cái tiếng gầm của con sư tử, muôn thú đều phải khiếp sợ, phải không ạ? Khi mà con sư tử trưởng thành, nó gầm, nó rú lên, cái tiếng vang nó xa tới 8 cây số, 8 km, thì tất cả các con thú nhỏ bé nó đều phải rụt đầu, phải rút cổ, phải lẩn trốn. Thì ở đây cái kinh mà gọi là sư tử hống thì để nói lên tất cả những cái lời, những cái giáo pháp của Đức Như Lai thuyết ra, thì làm cho tất cả các cái tà thuyết, tà kiến của ngoại đạo sẽ bị gì ạ? Sẽ được khống chế và bị hàng phục. Thì đó là cái chúng ta giảng, nói sơ qua cái tựa đề. Tức là sư tử hống là một cái tiếng vang, tiếng đánh thức, tiếng trỗi dậy, làm cho chúng ta dẹp bỏ tất cả những tà kiến, những cái định kiến mà từ bấy lâu nay nó ngủ ngầm trong tâm của mỗi chúng sanh, phải không? Khiến cho ngoại đạo phải run rẩy, im lặng. Đó là giới thiệu cái bài kinh ha. Thứ hai là toát yếu cái bài kinh. Trong bài kinh này, Đức Phật nói chỉ trong giáo pháp mà Ngài thuyết giảng mới có thể tìm thấy 4 cấp bậc thánh chúng, tức là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Và sau đó Ngài giải thích giáo lý mà Ngài thuyết giảng khác với các tôn giáo khác ở chỗ độc đáo là phải nhận tất cả, phủ nhận tất cả các kiến chấp về bản ngã như thế nào. Thì đó là toát yếu qua 3 là chúng ta giải thích từ ngữ ha.
Cái từ đầu tiên chúng ta bắt gặp trong các bài kinh đó là từ Savatthi. Savatthi hay còn gọi là Xá Vệ, phải không ạ? Tức là cái cung thành Xá Vệ. Thì cái kinh thành của vương quốc Kosala và là một trong 6 kinh thành lớn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, được mang tên Savatthi là vì trong kinh thành này có hiền giả Savatha an trú. Và theo như truyền thuyết khác nói rằng thì đại chúng chúng ta biết rằng là trong cái cung thành Savatthi này, này Xá Vệ là giàu có bậc nhất trong các thành phố lớn của Ấn Độ thời Đức Phật. Thì trong cái thành Savatthi này, Xá Vệ này có những cái ngôi nhà cho các cái đoàn thương buôn, những đoàn lái buôn người ta trú ngụ lại. Và khi đêm đến thì các đoàn thương buôn lái buôn, những người đó gặp mặt với nhau thì hỏi là anh đi đâu, thì nói là tôi đi Savatthi. Và hỏi là trong cái gói quà, trong cái xe hàng của anh đó, trong những cái hàng hóa của anh thì có cái gì, thì các người lái buôn mới trả lời với nhau rằng là Savatthi, có nghĩa là cái gì cũng có. Như vậy chúng ta thấy là sự sầm uất và sự náo nhiệt, sự thịnh hành của cái kinh thành Savatthi như thế nào. Có nghĩa là lấy cái tên Savatthi để đối đáp dẫn lẫn nhau giữa các người thương buôn, lái buôn lẫn nhau, phải không ạ? Có nghĩa là cái kinh thành này là một kinh thành sầm uất, náo nhiệt, không thiếu cái món đồ, món hàng nào, cho nên gọi là Savatthi. Hoặc giả là hỏi anh đi đâu đó, tôi đi Savatthi, tức là đến cái chỗ đó là ta chỉ sợ không có tiền, đúng không? Có tiền là cái gì cũng có, gọi là Savatthi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái điểm ở Savatthi đặc biệt là Đức Thế Tôn của chúng ta thường an trú tại nơi này như là một nơi hoằng pháp chính của Đức Phật nha. Đó là cái thứ hai. Vì là trong những lần an cư kiết hạ thì là Đức Phật của chúng ta đã dừng chân và an cư tại Savatthi này 25 lần, 19 lần an cư ở trong Jetavana và 6 lần ở trong Bhutanama. Và đến đây thì ta thấy rằng là cái sự mà hào phóng và cái sự hào sản, cái lòng tín tâm của ông trưởng giả Anathapindika, tức là cấp cô độc, phải không ạ? Sau khi mà Đức Thế Tôn ngủ ở đây lần đầu tiên về Savatthi là cũng chính trưởng giả cấp cô độc thỉnh Đức Phật lần đầu tiên về kinh thành Savatthi. Và quý vị biết rằng là ông ta dùng vàng á, do là có sự thách thức của Thái tử Kỳ Đà mua lại cái khu vườn xoài. Và Thái tử Kỳ Đà nói là nếu như mà bây giờ tôi bán thì ông phải trải hết vàng, đất bao nhiêu thì vàng bấy nhiêu thì tôi mới bán. Thì tuy nhiên thì là vì cái chỗ đất nó quá đẹp đi, chỗ đất quá đẹp, và trưởng giả của cô độc sẵn có cái niềm tin nơi Đức Phật, cho nên là ông không có ngại gì vấn đề vàng. Ông cho tất cả người hầu về chở hết, mở kho vàng ra. Thì Thái tử Kỳ Đà yêu cầu như thế nào thì ông cho người hầu trải vàng, đất bao nhiêu thì vàng bấy nhiêu. Thì là những gốc cây thì của Thái tử Kỳ Đà và đất thì của ông trưởng giả cấp cô độc. Do đó mà ta tụng trong kinh ta thấy là kỳ thọ cấp cô độc viên, phải không ạ? Thọ là cây, thọ là cây, cây thì của Thái tử Kỳ Đà, còn là đất thì của
ông Anathabendika, tức là cấp cô độc, mua và trải vàng để xây dựng một cái tỉnh xá rước Đức Phật tới để đó ở. Thời bây giờ có không ạ? Có không? Có chứ, cũng có chứ đâu phải không? Phải không? Có, cho nên là chùa mình đúc mấy cái chuông rồi đó. Cho nên hào sảng là một trong những đức tính. Khi mà cái lòng tin nó đạt một cái ngưỡng gọi là tuyệt đối với một bậc đạo sư, hiểu được, giúp cho chúng ta hiểu ra giáo pháp, hiểu ra chân lý, có cái định hướng trong sự tu tập giải thoát, và người ta xả bỏ tất cả mọi thứ để mà người ta có được cái phương pháp, cái giáo pháp để tu tập. Và cái thứ hai nữa là Jetavana. Thứ nhất là Savati, thứ hai là Jetavana. Đây. Jetavana. Jetavana hay còn gọi là kỳ viên, hay là kỳ đà lâm. Như hồi nãy ta nói, do trưởng giả cấp cô độc mua lại từ khu vườn của thái tử Jeta gần thành Savatthi để dâng cúng cho Đức Phật. Vì là trưởng giả cấp cô độc dùng vàng lót trên mặt đất, chữ Jeta là kỳ đà, Vana là cái vườn nha. Thì là vì trưởng giả cấp cô độc dùng vàng lót lên cái mảnh vườn của ông thái tử kỳ đà này, cho nên á, sau này cái tên Tinh Xá Kỳ Hoàng á, còn có một cái tên nữa là Kim Bố Tự, được dịch ra là chùa trải vàng. Ở đây chúng ta không dám nói tới sự giàu có, bởi vì trưởng giả cấp cô độc là một trong những cái người mà giàu có thì đồng ý rồi. Nhưng mà thông qua cái này ta thấy được là cái tâm của vị trưởng giả này. Chỉ Anathabendika nó nói lên tất cả, tức là ông này luôn chu cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, chỗ ăn ở cho những người mà, những người gì ạ? Những người cô độc, những người thiếu thốn. Cho nên gọi là cấp cô độc, tức là luôn cung cấp tất cả mọi cái nhu yếu phẩm, nhu cầu cho những người cô độc, những người mà gọi là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở. Phải không? Chữ cấp đây là cung cấp, à, cung cấp cho những người cô độc thì gọi là cấp cô độc, tên gọi là Anathabendika. Mở đầu bài kinh ta đã học được một đức tính hào sảng và lòng bao dung của một vị trưởng giả này. Trên thì là ông có cái niềm tin tuyệt đối với Đức Đạo Sư, dưới thì là ông chăn hòa và độ lượng, ông bao dung tất cả mọi người, ông yêu thương tất cả mọi người. Cho nên cái đức độ của ông rất lớn, cái tiếng tâm của ông được vang xa. Và đặc biệt hơn nữa là ông là một trong những người nam cư sĩ, những người cận sự nam của Đức Phật và tăng chúng thời đó. Đây là một điều tuyệt vời, tức là vừa học giáo pháp với Phật nhưng đồng thời cũng là thực hành cái hạnh từ bi bác ái, sống không vì kỷ, sống không vì mình, sống vì tất cả mọi người. Đây là một đức tính mà ta cần phải nêu gương, phải học hỏi. Có khi nào đó thì là chúng ta nghiên cứu thêm về các vị cư sĩ tại gia thời Đức Phật, ta mới thấy là những vị này cực kỳ giỏi, cực kỳ giỏi. Người ta giỏi đây không phải về kiến thức, về học hành, giỏi đây không phải về sự giàu có, về tiền của,
nhưng mà cái giỏi ở đây là người ta có được cái cách nhìn nhận, phải không ạ? Họ hiểu được quy luật của tự nhiên, nước từ cao phải chảy về thấp. Người giàu có phải có cái quyền gọi là tử tế với tất cả mọi người xung quanh, phải không ạ? Bởi vì người ta ý thức được rằng tất cả tài sản trên đời này nó có hai cái thiên hướng. Một là nó bỏ ta, hai là ta bỏ nó. Cho nên thay vì để đợi đến cái lúc mà mình bỏ nó ra đi hay là nó bỏ mình ra đi, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải thông minh khôn khéo trong vấn đề gì ạ? Chi tiêu, bố thí, cúng dường, làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Đừng để, bởi vì sao? Chẳng thà chết trong sự thiếu hiểu biết, còn hơn là chết trong sự lo lắng và sợ hãi. Lo lắng có nghĩa là gì ạ? Ta còn tham chấp, ta còn tham đắm. Sợ hãi nó kèm theo cái sự lo lắng đó, phải không ạ? Ta lo lắng là gì? Nhà cửa ta, đất đai ta, ruộng vườn ta, con cái ta, dâu rể ta, cháu nội ngoại ta, vân vân. Và từ đó nó làm cho mình đối diện trước cái giờ mà gọi là sinh ly tử biệt. Chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào khổ cảnh. Bởi vì là cần tử nghiệp là gì? Là giống như một cái chuồng bò. Khi mở cổng bò ra, con nào đứng gần cổng chuồng bò, con nào mạnh nhất thì đi ra trước. Không cần biết ông giàu có cỡ nào, không cần biết mình nghèo hèn cỡ nào, không cần biết học vị, học hàm, học thức, kiến thức cỡ nào, nhưng ông không có quán triệt về khổ, không quán triệt, không hiểu biết về nguyên nhân của khổ, không có sự diệt khổ, không có con đường để đi đến sự chấm dứt khổ đau, thì đến lúc gần tử nghiệp, tức là cái nghiệp gần chết đó, cận là gần, tử là chết, tức là cái nghiệp gần gọi là vẫy tay chào với cõi đời này, thì chúng ta mang theo một mớ bồng bông, đó là lo lắng, hoang mang, hoảng sợ. Cho ta ra đi, cho người ở lại, cho trú xứ của ta để lại, nào là nhà, cửa, xe, cộ, vân vân. Thì như vậy thì là cái mà ta đi cùng theo với nó, đó là gì ạ? Là nghiệp. Mà nhất là người con Phật, ta học giáo pháp bao lâu, ta nghiên cứu giáo lý bao nhiêu, ta nghe giảng pháp bao nhiêu, mà ta không học được một chữ xả, thì dứt khoát người này đời sau kiếp khác vẫn còn quẩn quanh trong cái tam đồ lục đạo. Tam đồ là gì ạ? Là ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Lục đạo là sáu nẻo luân hồi: thiên, nhân, Atula và cộng thêm ba cõi hồi nãy như nói ở trên: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thế thì là một chữ xả thôi, ta đã học được ở trưởng giả cấp cô độc một bài học đáng giá, phải không ạ? Đáng đồng tiền bát gạo. Trên đời này, trong xã hội nào cũng có nhiều người rất giàu, nhưng cái quan trọng là họ có thực thi được cái sự tử tế hay là cho đồng tiền một cái quyền của nó. Đó là gì ạ? Chọn cái đường đi nẻo về thích hợp nhất, giá trị nhất, căn bản nhất, minh triết nhất cho tài sản của chúng ta tạo ra. Đó mới chính là người khôn ngoan nha. Chứ không phải là gom góp rồi là cất giấu, giữ gìn, ôm ấp, ki bo, vân vân. Đó không sớm thì muộn, ta nô lệ cho những cái mà ta cho là tốt, là đẹp, là ngon, là nhiều. Vâng, ta cẩn thận trong từng hành động.
cẩn thận trong từng cái thái độ sống. Ta thiếu sự khôn ngoan thì tự nhiên dù có tiền buôn bạc đóng cũng không cứu nổi nghiệp của mình đâu, phải không? Cho nên cái chùa Kỳ Đào Kỳ Viên sau này gọi là Kim Bố Tự, là chùa trải vàng. Giải thích từ thứ ba nữa là các bậc Sa Môn thứ nhất tức là bậc Dự Lưu, bậc Sa Môn thứ hai tức là bậc Nhất Lai, Sa Môn thứ ba Bất Lai và Sa Môn thứ tư là Ứng Cúng. Ta chỉ giải thích từ, lát nữa ta đi nghiên cứu nó sẽ sâu hơn. Chúng ta mường tượng như thế này, kính thưa đại chúng. Xin thưa đại chúng, sở dĩ mà thầy nhắn đến cái vấn đề vật chất tài sản, bởi vì mình là có quyền tạo ra nó, chứ mình không thể là nô lệ của nó được, phải không ạ? Bởi vì khi ta ra đi mà ta còn hoang mang, sợ sệt, lo lắng, tham chấp, thì vô hình chung ta là nô lệ của tài sản mình, thì điều này không nên. Rồi các bậc Sa Môn, ta cứ mường tượng đây là cái dòng chảy nha. Hai bên bờ này là phàm phu vô văn, hay còn gọi là phàm nhân cũng được nha. Phàm nhân, phàm phu hay phàm nhân cũng vậy. Thì cái quả đầu tiên còn gọi là Tu Đà. Tu Đà gì ạ? Tu Đà Hoàng nha. Tu Đà Hoàng. Quả thứ hai Tư Đà Hàm. Quả thứ ba A-na-hàm. Và quả thứ tư là A-la-hán. Ta mường tượng này, cái quả đầu tiên gọi là quả Dự Lưu, hay còn gọi là Nhất Lai. Tại sao gọi là Dự Lưu? Hai bên bờ này là phàm nhân phàm phu. Đây là dòng chảy của các bậc thánh nhân từ ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau. Nghe kỹ nha. Từ ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau. Vị nào đi đúng cái lộ trình giác ngộ, giải thoát tối ưu thì là cái quả đầu tiên gọi là Nhập Lưu hay là Dự Lưu cũng vậy. Có nghĩa là vị này, quả đầu tiên Dự Lưu đây này, là nhập vào dòng thánh. Có nghĩa là vị này đã chạm tới, đã được đắm mình trong dòng giải thoát của các bậc thánh, cho nên gọi là Dự Lưu. Cái quả vị Sa Môn đầu tiên gọi là Dự Lưu hay Nhập Lưu, có nghĩa là cái vị này mới bước chân vào dòng thánh. Rồi đến quả vị thứ hai gọi là gì ạ? Quả vị thứ hai gọi là gì? Nhất Lai, hay còn gọi là Tư Đà Hàm. Thứ ba gọi là A Na Hàm, hay còn gọi là Bất Lai. Và thứ tư là Ứng Cúng. Hình như là thầy nhớ mang máng đâu đó mấy cái này ta đã học rồi, phải không ạ? Đã học rồi á. Học rồi mà ăn Tết xong quên rồi. Và tiếp tục cái từ ngữ nữa là Pháp Hữu. Pháp Hữu, chữ hữu là bạn.
Chữ hữu là bạn nha. Đây, chữ hữu là bạn. Chữ pháp, pháp hữu có nghĩa là những người mà pháp lữ, pháp hữu, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cận sự nam, cận sự nữ thì gọi là pháp hữu, tức là bạn đạo lẫn nhau nha. Bạn đạo lẫn nhau thì là cái chữ hữu này nè, mượn cái từ của Hán. Hán, mình khi mà mình theo Phật thì mình không có dùng chữ bằng hữu nữa nha. Chữ bằng hữu là bạn bè thân thiết qua lại với nhau thì gọi là bằng hữu. Nhưng mà khi chúng ta tu tập rồi thì ta gọi các chị em trong trong đạo tràng với nhau thì gọi là gì? Pháp hữu nha. Pháp hữu. Do đó mà chúng ta thấy có gì ạ? Cùng chung một vị Phật giác ngộ, cùng chung một giáo pháp giải thoát, cùng học hỏi lẫn nhau trong tăng đoàn, trong chư tăng với nhau. Và sự giác ngộ nhiều ít là do sự chuyên cần, cần mẫn, tinh tấn, nỗ lực của mỗi người mà chúng ta nắm bắt được cái cơ hội giải thoát hay là an lạc ngay trong đời sống hiện tại khi ta còn sống, hoặc giả khi ta quá vãng. Như vậy thì cái từ pháp hữu là nói tất cả bạn hữu đạo vị lẫn nhau, bạn bè trong giáo pháp của Như Lai. Còn cái này là bằng hữu. Chứ bằng hữu tiếng Quan Thoại, tiếng Trung Quốc gọi là phẩm dầu. Rồi thứ năm nữa là cứu cánh. Ta nghe cái từ này cũng nhiều ha. Cứu cánh. Tiếp theo là từ cứu cánh. Chúng ta đang giải thích từ ngữ đó. Chữ cứu cánh có nghĩa là cái mục tiêu tối hậu, mục tiêu cuối cùng, cái đích đến cuối cùng thì gọi là cứu cánh. Đã là cứu cánh thì chúng ta không thể dùng cái phương tiện làm cứu cánh nha. Đại đa phần bây giờ các nhà tu dùng phương tiện rồi biến phương tiện thành cứu cánh. Nghĩa là sao? Chúng ta làm thuyền làm bè để qua sông. Mục đích của chúng ta là qua bên kia bờ sông để chúng ta có những sự tham vấn học hỏi. Và cái đích đến của chúng ta không phải là trên chiếc bè hay là trên chiếc ghe, không phải là trên chiếc thuyền. Đích đến của chúng ta là mượn cái ghe, mượn cái bè để qua sông mà thôi, phải không ạ? Thì bè và thuyền và ghe hay là xe cộ, tàu phà gì cũng chỉ là những phương tiện. Những nơi mà chúng ta có trạm dừng chân, nghỉ qua đêm ở một nhà nào đó, trong lữ quán nào đó, thì cũng là sự phương tiện chứ chưa phải là nhà đích thực của ta. Do vậy mà chữ cứu cánh chúng ta đọc trong kinh đó, được giải thích là cái đích tối hậu, cái điểm tới cuối cùng của một sự tu hành nào đó, giải thoát nào đó, phải không? Gọi là cứu cánh. Cái từ tiếp theo nữa là chấp thủ. Chúng ta đã từng nghe chữ chấp thủ chưa? Chấp thủ là sự thích thú một cách khăng khít, chặt chẽ, chấp mê một cách mù quáng gọi là chấp thủ. Thuận ứng là chịu áp lực bởi tham ái, nghịch ứng là chịu chi phối bởi sân hận. Ưa hí luận hay là gọi là thích hí luận là cái người này đồng nghĩa với tham dục và tà kiến, kiêu mạn. Hữu kiến là chấp vào cái có, phi hữu kiến là chấp vào cái không. Vậy thôi nha. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo là phân tích chi pháp. Phân tích chi pháp.
bốn hạng sa môn. Sa môn thứ nhất, đây là cái bậc thánh đầu tiên gọi là dự lưu, như hồi nãy ta đã học ha. Dự lưu là dự vào cái dòng thánh hay là nhập lưu, là nhập vào dòng giải thoát cũng được. Thì là cái định hướng tu tập hay gọi là cái đường hướng tu tập của cái quả vị dự lưu này là đoạn trừ ba cái kiết sử đầu, đó chính là thân kiến nghi và gì nữa còn nhớ không ạ? À? Giới cấm thủ nha, quên hết rồi. Thầy xin nói lại, quả dự lưu hay là nhập lưu gọi là tu đà hoàng, thì người ta triệt để, người ta đoạn tận ba cái kiết sử này, kiết sử thân kiến nghi và giới cấm thủ. Xin thưa đại chúng, chữ kiết sử có nghĩa là gì ạ? Chữ kiết có nghĩa là trói lại, buộc lại. Chữ sử có nghĩa là sai khiến, phải không ạ? Chữ kiết là trói buộc, chữ sử là sai khiến, là sai sử. Như vậy chữ kiết sử, nếu một bậc tu hành mà muốn tiến về cái quả vị đầu tiên dự lưu hay là nhập lưu, thì là vị này buộc phải gì ạ? Đoạn tận ba kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Chúng ta chịu khó theo dõi bài, chúng ta sẽ nắm bắt được thôi, chứ không gì khó hết á, phải không? Thầy xin nhắc lại, cái người này là được xem như là cái người đã nhập vào cái dòng giải thoát của các bậc thánh. Thì tùy theo cái hạnh nghiệp hay là cái sức tinh tấn mà sự tái sinh làm người hoặc là trong các cõi trời, thì vị này chỉ tái sinh 7 kiếp, hay còn gọi là thất lai. Thất lai có nghĩa là sau khi đoạn tận cái thân kiến, cái hoài nghi và cái giới cấm thủ rồi, thì cái người này này tái sinh vào cõi đời này 7 lần là chấm dứt. Thì trong cái 7 lần đó, vị này gia công gia cố tu tập tinh tấn để mà tiếp đến cái quả thứ hai, đó là gì ạ? Tu đà hoàng. Dễ thương vậy chứ sao. Hay nói cách khác là người này gọi là người khai pháp nhãn. Cái quả vị này còn gọi cái tên khác nữa là khai pháp nhãn, tức là cái quan kiến của người này, người ta nhận rõ ràng, thứ nhất là về chánh pháp của Đức Phật. Người đó không còn xem mình là cái một bản thể riêng biệt nữa, kể cả hình xác vẫn tâm thức. Người này không còn một chút nghi ngờ nào về sự hiện hữu và lợi ích của tâm bảo. Người này không còn nghi ngờ về sự giác ngộ của Đức Phật, không còn nghi ngờ về con đường mà Đức Phật đã vạch ra để đi đến giác ngộ, không còn nghi ngờ về đệ tử của Ngài đã đi theo con đường ấy và đạt được sự giải thoát tối hậu.
Người này cũng không còn có ảo tưởng về niết bàn có thể đạt được bằng cách là ép mình vào những hình thức lễ nghi, phiến diện hay các điều lệ ước định nào đó. Thầy xin giải thích cái đoạn này một chút. Thứ nhất là người này không còn một chút nghi ngờ nào về sự hiện hữu lợi ích của tam bảo, không còn nghi ngờ về Đức Phật, không còn nghi ngờ về cái giáo pháp mà Đức Phật đã khám phá ra và cái lộ trình, cái đường đi đến sự giác ngộ, không còn nghi ngờ về các thầy, các sư, các chư tăng đi theo cái đường lối của Đức Phật, vân vân. Như vậy thì là cái giai đoạn đầu tiên thân kiến là người ta thấy rõ ràng rằng đại đa phần chúng sinh khổ là do cái thấy về thân đây không đúng. Thân của chúng ta đó, hay là thân của người khác cũng vậy. Chữ kiến đây là nhìn nhận, là đánh giá. Chữ kiến đây này nha, kiến là nhìn nhận, là đánh giá. Nhìn nhận đánh giá về cái gì? Về cái tôi hay là về cái của tôi? Về cái anh hay là cái của anh? Về cái của chị hay là cái của chị? Về cái của cô hay là cái của cô? Như vậy thì đối với một cái bậc dự lưu hay là nhập lưu tu đạo hoàng này, cái giai đoạn đầu tiên tu tập của họ là họ phải gì ạ? Rõ ràng, tỉnh táo, nhận thức một cách khách quan rằng thân kiến cần phải loại trừ. Vì sao ạ? Vì nhìn nhận về thân rõ mồn một như là bàn tay ngửa. Họ thấy được rằng là thân đây là sự hội tụ, sự kết hợp, sự lắp ráp của bao nhiêu điều thống khổ. Đúng vậy không? Đúng vậy không ạ? Nhà nho gọi là hữu thân thì hữu, hữu khổ. Do vậy mà với một người tu trên cái tinh thần của bài kinh này, giai đoạn đầu tiên là phải thấy cho được bản chất thật của thân tứ đại giả hợp này. Nó còn duyên thì nó còn cười, còn nói, còn đi, còn đứng, còn ngồi, còn nằm, còn hình, còn bóng, vân vân, còn cha, còn mẹ, còn hết. Nhưng mà duyên tan rã thì cái thân ngũ uẩn này nó cũng tan rã theo. Do vậy mà người ta xác nhận, lập trình ngay từ bây giờ, mặc định tới với tự thân mình cũng như mặc định với những thân người khác, đó là thân giả hợp không bền chặt. Muốn có được nhập vào dòng thánh thì giai đoạn đầu tiên người này phải gì ạ? Đặc biệt chú ý, chú trọng đến cái vấn đề xả bỏ hay là loại trừ kiết sử đầu tiên, đó là thân kiến. Hiểu chưa ạ? Và cái thứ hai là hoài nghi. Người này không còn nghi ngờ về Đức Phật, không còn nghi ngờ về giáo pháp của Phật, không còn nghi ngờ về tăng chúng của Phật, không còn nghi ngờ về cái đường hướng để đi đến cái lộ trình giải thoát nữa. Và đặc biệt là gì ạ? Không còn nghi ngờ cái giới luật đang thọ trì, vân vân. Thì cái nghi này cũng còn, ao xin lỗi, cũng được loại trừ. Và cái thứ ba là giới cấm thủ. Quý vị biết rằng giới cấm thủ hay còn gọi là giới lễ nghi thủ, giới lễ nghi thủ có nghĩa là đoạn trừ những cái vặt vãnh, những cái không đúng, những cái ta chấp chặt, ta cho là đúng mà. Thầy ví dụ, trong cái sự tu tập của mình hàng ngày, có nhiều người về chùa thấy là thầy làm vậy thì mình về bắt chước mình làm theo. Rồi
Lần sau chúng ta làm thì có một người bạn đạo tới: ủa hỏi sao chị làm vậy? Khi hôm trước tôi về chùa tôi thấy quý thầy làm vậy. Thì do mình thấy ông thầy ông làm vậy mình về mình làm. Nhưng mà cái người kia họ không thấy, cho nên họ thấy mình làm thì họ có sự hoài nghi không ạ? Kể dài cho dễ hiểu. Ngày xưa có cái ông thầy nọ, ông nuôi một ông chú tiểu nha, rồi cộng thêm nuôi con mèo nữa. Thì cứ 7 giờ tối hô chuông á là ông nhốt con mèo lại, ông cầu con mèo lại. Thì là coi như ông chú tiểu ông còn nhỏ mà ông thấy cứ 7 giờ là ông thầy mình nhốt con mèo thôi. Rồi thì là Phật tử họ hiểu được vì sao mà 7 giờ tối là ông thầy nhốt con mèo. Đến chừng ông sư phụ ông tịch, ông mất rồi thì ông chú tiểu đóng lớn lên. Ông trụ trì cái chùa đó. Cứ đúng 7 giờ tối cứ hễ ông nuôi con mèo là ông nhốt con mèo à. Phật tử người ta hỏi: ủa sao thầy nhốt con mèo? Ông hồi xưa sư phụ tôi 7 giờ tối nhốt, bây giờ tôi cũng 7 giờ tối nhốt. Bởi vì ngày xưa nó không phải là bây giờ. Chính vì nó không phải đó mà cái đối tượng không phải, thời gian không phải, không gian không phải, phương pháp không phải, thì chúng ta không cần phải áp dụng 100% giống như vậy. Mà ta phải có cái sự gì ạ? Mạnh dạng. Không phải là chúng ta thay đổi trong cái giới chế của nhà Phật để mà chúng ta buông xuôi, chúng ta dễ vui, chúng ta phủ nhận hoàn toàn giới chúng ta đã thọ. Nhưng với tư thế của người xả bỏ giới cấm thủ, triệt tiêu giới cấm thủ, có nghĩa là người ta biến cái giới đó thành một cái sự bảo hộ cho mình, và mình có khả năng thẩm định, chứng nghiệm, trải nghiệm về những cái giới mình đã thọ. Nó an lạc được bao nhiêu phần trăm, nó giải thoát được bao nhiêu phần trăm thì ta nên tiếp tục. Còn những cái điều lệ, những cái quy ước, những cái quy định nào mà cảm thấy càng nhiều điều ước, càng nhiều quy định, càng nhiều răng cấm mà nó càng tệ hại, nó càng rắc rối, nó càng rườm rà, thì ta có quyền bỏ mà không hề tội lỗi một chút xíu nào cả. Bởi vì tu mà không an lạc thì hướng nó sai, sai rồi. Càng tu càng hạnh phúc, càng tu càng an lạc. Thầy xin nhắc lại, giới cấm thủ không phải là dạy chúng ta xả bỏ những cái giới mà chúng ta đã phát nguyện thọ trì. Nhưng cái sự khôn ngoan, khôn khéo, thông minh của cái người giữ giới hoặc là nắm bắt những cái điều lệ gì đó mà chúng ta cảm thấy áp dụng vào cho mình, cho con cái mình, cho cháu chắt mình, mà cảm thấy gia đình có yên ấm, có hạnh phúc, có an lạc, có bình ổn, có giải thoát, thì là chúng ta làm theo. Hay nói một cách khác, giới là đường đi an gì ạ? An gì? An toàn nha. An toàn. Người nào biết cách giữ giới mà không lạc vào trong giới cấm thủ, tức là đầu xuôi đuôi lọt nha. Giai đoạn đầu tiên chúng ta có sự an toàn. Mà an toàn là gì? An toàn là không bấp bênh, an toàn là không khập khiễng, an toàn là không nhào trước lộn đằng sau, không phải nghiêng đằng phải ngã đằng trái. An toàn là rất vững chãi như núi xanh và thảnh thơi như mây mây trắng nha, là an toàn. An toàn vậy đó, hiểu không ạ? Không hiểu giơ tay nói lại nha. Ai ghi kịp thì chúng ta cứ ghi thôi, bây giờ biết làm sao giờ. Do vậy mà cái bậc thánh dự lưu cần phải triệt tiêu ba cái sợi dây ràng buộc đầu tiên, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thầy xin nhắc lại chứ để chúng ta không hiểu. Có nhiều người nghe nói thân kiến là cái gì cũng không chắc. Có cần nói lại không ạ? Hay là thôi? Cần nói lại không? Cần hả? Chết. Ngon lành ha. Rất ngon lành. Nói lại.
nó hay rắc rối nha. Chữ kiết sử ta hiểu chưa? Chữ kiết sử ta hiểu chưa? Hai chữ kiết sử hồi nãy phân tích rồi mà, phải không? Chưa hiểu hai chữ kiết sử luôn. Đâu vị nào hồi nãy nghe hai chữ kiết sử giơ tay nói đại chúng nghe đi. Chữ kiết là gì? Chữ kiết là trói buộc, là ràng buộc, đúng rồi. Chữ sử sai khiến, đúng rồi. Tức là khi mà chúng ta bị trói buộc, bị ràng buộc thì là chúng ta dễ bị sai khiến đó, phải không ạ? Chúng ta bị hệ lụy, chúng ta bị mà buộc ràng với ai đó là tự nhiên người ta sai khiến mình dễ lắm. Như vậy thì nếu mà cái kiết sử này chúng ta không phá nó, chúng ta không bỏ nó thì chúng ta bị nó sai sử không ạ? Bị sai sử. Thân kiến, thầy xin nhắc lại, tức là cái thân ngũ uẩn này nè là gồm có 5 tổ hợp, đó là gì ạ? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì là sắc nè, thọ, tưởng, hành, thức gọi là ngũ uẩn. Thì trong cái bài kinh Trung Bộ, ít bữa nữa ta học, nói ít bữa cho hơi lâu, bởi vì bài kinh số 44, thì ni sư Dhammadiya có giải thích là không xem sắc là tự ngã. Không xem sắc này là tự ngã. Và không xem sắc có trong tự ngã, không xem tự ngã có trong sắc, và không xem sắc và tự ngã là một. Hiểu không ạ? Muốn giải thích lại thì giải thích cách khác, chứ mình giải thích nữa nó nhàm. Quay lên rồi người ta họ coi họ chê. À, nó giỡn thôi, cho thầy xin nhắc lại nè. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó hoàn toàn không có tự ngã nha. Vì sao? Này các tỳ kheo, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ hay là xin lỗi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường hay là thường? Dạ bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Mà vô thường là khổ hay lạc? Dạ bạch Đức Thế Tôn, là khổ. Nó lạc cái chết luôn nha. Khổ là gì ạ? À? Dạ đúng rồi, giỏi quá. Khổ là bất toại nguyện, là không vừa lòng, là không xứng ý, gọi là khổ nha. Còn ví dụ như mà hợp tình, hợp ý, hợp nhãn của mình là vui sướng, nhảy đồng đồng lên nha, gọi là lạc nha. Khổ là vậy đó, khổ nè. Lạc là vui, là sướng, là thích thú, là ưa, là mến, là chịu nha. Hỏi chịu không? Chịu là lạc. Khổ là bất toại nguyện, là không hài lòng, là không sức ý, là không ưng cái bụng. Chị nói dễ chứ trong bụng tôi thấy không được rồi đó nghe. À, có nghĩa là từ vật chất cho đến tinh thần, từ ngoại cho đến nội. Ngoại là gì? Ngoại xứ, nội xứ. Dạ. Mà không đáp ứng được cái nhu cầu thích thú của mình, không đáp ứng được cái sự ưa chuộng của mình thì gọi là khổ. Ngược lại là lạc. Rất dễ hiểu. Trở lại vấn đề thì Đức Phật nói tiếp, có vô lý không khi mà lấy vô thường làm thường, lấy cái tự ngã quyển thân giả tạm này mà làm sự cứu cánh giải thoát? Dạ, rất vô lý. Thấy chưa? Như vậy thì cái thân kiến có nghĩa là cái thân này nè, không nên chấp vào nó. Chấp là chấp làm sao? Có nghĩa là cha mẹ sinh ra nước da đen mà màu bánh ếch, bây giờ là phát triển tiềm năng có rồi, rồi bơm thuốc trắng vô, sửa mũi lên cho nó cao ha, sửa mũi cao lên, bơm cho nó to ra, cho nó hình trái tim, cho nó dễ coi dễ mến, chưa hết rồi mà còn bài ra là cái nút ruồi nó mập ở đâu phải phá đi,
rồi nút mùa rút rùa chỗ nào có tướng có tài có lộc có phát gì đó thì coi như là để nó lại, vân vân. Như vậy thì là vô hình chung thân này chưa, thân này đã nó nặng nề rồi. Nó nặng về cái gì quý vị biết không? Nó nặng về sinh, về lão, về bệnh, về chết. Ta không đối diện thực tế với nó mà ta chạy trốn bằng cách là làm cho nó trở nên khác người. Bình thường vậy, chống một cái ra tới đây nha. Cái đây này nó ra tới ngoài này luôn, nhìn không thấy mà. Rồi bình thường không chịu xẻ ra. Xẻ ra mà nhìn cái mâm cơm là không thấy đường luôn. Do quý vị hỏi thì buộc lòng thầy phải nói thôi. Có nghĩa là chúng ta không chúng ta không mạnh dạng nhìn nhận nó như nó đang là. Mỗi một ngày trôi qua chúng ta xé đi một tờ lịch, đồng nghĩa với chúng ta bước tới mộ phần, bước tới quyệt mộ thêm một bước nữa. Mà ta đâu có giật mình, ta đâu có sợ hãi, ta đâu có khiếp đảm trước cái vô thường ập tới. Ta cứ thên thên thang thang ha, chơi xuân chứ để xuân đi. Mai kia mốt nọ cái già nó thì tới nơi. Ta sợ già thì ta lo ta đi cà, ta đi ủi, ví dụ vậy. Nó lạ đời vậy. Cho nên là cái thân kiến này nè, mà nếu chúng ta không biết nhận diện giống như nó thì là tự nhiên chúng ta bị nó trói buộc, nó sai xử, bởi vì nó là kiết xử mà, phải không? Cái thứ hai là hoài nghi. Quý vị biết nghi là một trong những cái chướng ngại trong đường tu tập, đường đạo rất lớn. Cửa đâu ta cũng nghi hết, cũng như là con cháu ba đời của Tào Tháo nha. Cửa đâu cũng nghi cả, nghi ông nọ, nghi bà kia, nghi hàng xóm, nghi xóm trên, nghi xóm dưới, nghi xóm trong, nghi xóm ngoài. Con cháu trong nhà, dâu rể trong nhà, chồng mình cũng nghi luôn. Đi đâu 2-3 đêm mà cứ đêm nào cứ 7 giờ tối ăn xong dài hột là bắt đầu tu. Là mình ở nhà với mấy nhóc con là mình nghi rồi. Ông đó có gì, ví dụ vậy. Và chúng ta quen cái tánh nghi thì về chùa chúng ta nghi không ạ? Có quyền nghi. Nhưng mà nghi quý vị biết đó, bên ngoài mà nghi không đúng nó trở thành gì ạ? Phải ghen không? Ghen có hát không vậy? Vợ chồng mà nghi không đúng trở thành ghen. Bạn bè nghi không đúng trở thành ghét. Đúng không ạ? Đúng không? Ghen và ghét. Tức là cái lòng nghi của chúng ta nó được đẩy lên đỉnh điểm. Tức là hỏi đi đâu không chịu nói, mà cứ ăn cơm xong là xách xe chạy. Hỏi đi đâu về cũng không nói. Nghi càng lớn thì nó bùng nổ ra thành cái sự ghen tuông, chửi bới, đánh đập lẫn nhau là điều chắc chắn. Phải không? Đối với bạn bè nghi kỵ, không có niềm tin lẫn nhau thì cái tình thương nó trở thành tình ghét. Đúng không? Đó là điều chắc chắn. Như vậy thì với một người tu niệm xứ trong cái bài kinh này thì là cái giai đoạn thứ hai, cái kiết xử thứ hai này cần phải loại trừ, cần phải đoạn tận, phải yểm ly, phải xa lánh, phải triệt tiêu nó. Vì còn nghi nhiều thì là chướng ngại nhiều mà thôi. Mà nghi ở đây là gì? Hồi nãy mình vừa liệt kê. Nghi Phật, nghi giáo pháp của Phật, nghi tăng chúng của Phật, nghi những người đi theo học giáo pháp với Phật, vân vân, phải không ạ? Chúng ta gặp trường hợp đó chưa? Dễ mà. Trước kia tôi nè, tôi đi chùa, tôi cúng kiến, tôi thọ bát quan trai, mà cháu nội tôi nó đau thôi mà tôi về tôi cầu Phật, Phật không cứu là tôi nghi ông Phật nó không linh. Tôi có quyền nghi chứ, phải không ạ? Vì sao? Đó, tại sao mà chúng ta có quyền nghi? Vì chúng ta không phá được thân kiến. Giai đoạn đầu tiên không phá được thân kiến thì nó sẽ kéo theo cái này.
nha, đó là điều rõ ràng nha. Cho nên phải phá thân kiến mình mới dễ phá được hoài nghi. Rồi cái thứ hai nữa là hả, đi làm chi mà tuần nào cũng sách cặp sách vở ra đi, lên đó ông nói cái giống gì ở trên đó, ông dạy cái gì, ông nói cái gì, thôi ở nhà lo làm lụng nuôi con nuôi cháu nha, nghỉ dưỡng tuổi già cho bình yên thân thể, hà cớ gì phải hả tới đó, có nhiều người trưa tới nằm ngủ thấy thương. Đó là chúng ta nghi về cái gì? Nghi về giáo lý của Phật. Chưa hết, mấy ông thầy đó mà ông tu cái gì mà tuần nào cũng tới nghe, ngồi nghe ông nói chi hát chi, ở nhà ngủ cho nó sướng chi tội vậy. Mấy ông đó có tu hành gì đâu mà về mà nghe ông nói vân vân. Ta đã từng nghe mấy cái đó chưa? Như vậy thì là tất tần tật những cái này, ba cái loại kiết sử đầu tiên, thì là chúng ta phải chấm dứt nó, thì chúng ta mới có được cái quan kiến, có được cái pháp nhãn để mà chúng ta nhập vào dòng thánh. Được chưa ạ? Rồi. Do vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta phải nỗ lực thực hành bốn cái điều. Thứ nhất là thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp như lý tác ý, và thực hành pháp và tùy pháp. Bốn cái điều này quan trọng, xin thưa đại chúng. Do vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta thực hành bốn điều. Thứ nhất là thân cận bậc chân nhân. Thứ hai là lắng nghe diệu pháp. Thứ ba là như lý tác ý. Và thứ tư là thực hành pháp và tùy pháp. Rồi chúng ta giải quyết bốn cái tiêu đề này ha. Thứ nhất là thân cận bậc chân nhân. Có nghĩa là cái này là dự lưu này ha. Thân cận bậc chân nhân là dự lưu phần, lắng nghe diệu pháp là dự lưu phần, như lý tác ý là dự lưu phần, thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Tức là muốn mà triệt tiêu cái ba kiết sử hồi nãy mình vừa liệt kê đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta làm bốn điều này. Quan trọng nha đại chúng nha. Chúng ta học cái này chúng ta mới thấy quan trọng nè. Thứ nhất là thân cận bậc chân nhân. Thầy xin nói sơ lại ba cái hồi nãy chúng ta đã nắm bắt chưa? Nắm bắt rồi nha. Sắc là khổ, sắc là vô thường, sắc là vô ngã. Thọ là khổ, là vô thường, là vô ngã. Tưởng, hành, thức cũng đều y như vậy. Rồi, tại sao gọi là thân cận bậc chân nhân? Hai chấm. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thân cận với bậc chân nhân được viên mãn thì làm viên mãn nghe diệu pháp, mà nghe diệu pháp viên mãn thì làm cho viên mãn lòng tin, lòng tin viên mãn thì làm cho viên mãn như lý tác ý, như lý tác ý viên mãn thì làm cho viên mãn niệm và tỉnh giác, niệm và tỉnh giác viên mãn thì làm cho các căn được chế ngự, các căn được chế ngự viên mãn thì làm cho ba viên mãn ba thiện hành.
Ba thiện hành được viên mãn thì làm cho viên mãn bốn niệm xứ, bốn niệm xứ viên mãn thì làm cho viên mãn bảy giác chi, bảy giác chi viên mãn thì làm viên mãn minh giải thoát. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi. Như vậy thì cái đầu tiên chúng ta thấy có sự lợi lạc ở đây, đó là gì? Bậc chân nhân. Chân nhân là gì ạ? Bậc chân nhân là bậc đã gì không? Cái người này có đầy đủ giới, có đầy đủ định và có đầy đủ tuệ. Và pháp được người này nói ra cũng không ngoài ba cái kiền, ba chân giới định tuệ. Và đường hướng thực hành của người này cũng không ngoài ba kiền chân, đó là giới định tuệ. Đó là bậc chân nhân. Rõ, dễ hiểu. Ai sống có giới, ai sống có định, ai sống có tuệ và tuệ giải thoát, thì người đó an lạc đời này và có hạnh phúc giải thoát cho đời, đời sau. Ta đừng đòi hỏi khi tôi nằm xuống, khi tôi ra đi, khi tôi chết đi, khi tôi mất đi, tôi có được giải thoát hay không, tôi có được vãng sinh hay không, tôi có được đầu thai làm người giàu có, học giỏi, đẹp đẽ, xinh lành hay không, có hạnh phúc trong tình yêu vợ chồng đôi lứa hôn phối hay không. Chúng ta đừng đặt một cái mơ tưởng nó quá ảo quyền, bởi vì những cái đó thì nó còn ở đằng xa. Ngay đây và bây giờ ta phải thực hiện một số cái điều khoản này, để rồi ta mới rút tỉa ra, ta mới thấy được rằng bây giờ có an lạc, lát nữa có an lạc, tối nay có an lạc, ngày mai có an lạc, ngày mốt có an lạc, tháng sau có an lạc, năm tới có an lạc, vân vân. Thì sự an lạc giải thoát nó được kéo dài ra, nó được giãn nở ra, nó được phát triển ra, phải không ạ? Những lậu hoặc chưa sinh ta không cho nó sinh, những lậu hoặc đã sinh ta không cho nó tăng trưởng. Như thế thì là ta thấy một điều rằng là sự mà ngóng đợi, chờ đợi của ta ở một nơi nào đó. Có nhiều người thấy sư phụ đi lên tới đám ma nhà người ta, tôi không biết tới hồi con sư phụ với mấy thầy có tới không. Đó là một trong những cái mà chúng ta đa phần chờ đợi. Chờ đợi chưa hết, nhà con ở xa mà nghèo nữa, sư phụ dễ gì tới. Chân ngãn nói mà không cho sư phụ, chư tăng nói lại, nói mà nó có cái gì á, mệt lắm, phải không mà. Nó thành thử ra là ngay đây và bây giờ có an trú, có an lạc, có hạnh phúc bây giờ, thì lát nữa có hạnh phúc an lạc thôi, phải không ạ? Còn chúng ta đừng có đòi hỏi lát nữa tôi phải vui vẻ, nhưng mà bây giờ tôi đang quạo quọ, tôi đang bực mình, cứ để cho tôi bực mình đi, cứ để cho tôi tức đi, lát nữa tôi hết. Bởi vì trong một khoảnh khắc trôi qua đó, là một sự trải nghiệm, là một sự chứng thực, là một sự chứng nghiệm đời sống tâm linh của ta. Nhưng nếu ta để cho những kiết sử, những lầu quạt nó phá vỡ từng giây, từng phút, từng giờ đồng hồ trôi qua, thì liên tiếp nối đuôi nhau, chúng ta làm cho cái đoàn tàu phiền não của mình nó dài nhiều ra, nó nhiều toa ra, nó nhiều cái đầu kéo ra. Thì với một người khôn ngoan minh triết thì chúng ta không có tạo thêm phiền não mới, vì đã đủ cho đời này và kiếp sau rồi, phải không ạ? Đời này đã quá phiền não rồi. Bởi vì nếu không có phiền não thì chúng ta sẽ không cần thiết phải học giáo pháp của Như Lai. Nếu không khổ đau thì chúng ta không có mặt ở nơi đây. Nếu không có nhiều cái hệ lụy, không có nhiều cái phiền phức, không có nhiều cái sự xáo trộn trong đời sống, thì chúng ta không cần thiết phải gõ cửa tôn giáo để chúng ta học hỏi những cái điều mà để chúng ta giải quyết niềm đau nỗi khổ, chuyển hóa những cái nội tình hàm chứa ở bên trong con người của chúng ta được, phải không? Như vậy chân nhân tạm hiểu vậy ha. Đức Phật nói là gì? Nếu mà chúng ta
thân cận với bậc chân nhân được viên mãn thì làm viên mãn cái vấn đề lắng nghe diệu pháp. Lắng nghe diệu pháp mà được viên mãn thì chúng ta làm viên mãn cho như lý tác tác ý. Như lý tác ý mà được viên mãn thì tiếp tục làm cho viên mãn thực hành pháp và tùy tùy pháp. Mà thực hành pháp và tùy pháp mà được rồi, viên mãn rồi, thì chúng ta làm viên mãn niệm và tỉnh giác. Niệm và tỉnh giác được viên mãn thì các căn được chế ngự. Các căn được chế ngự viên mãn thì là ba thiện hành được viên mãn. Và ba thiện hành được viên mãn thì bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ viên mãn thì bảy giác chi viên mãn. Bảy giác chi viên mãn thì làm viên mãn luân minh giải thoát, là chấm dứt khổ đau luân hồi. Nha. Có đầy đủ hết luôn rồi đó, không thiếu gì hết. Rồi tiếp tục. Dạ sao ạ? Nhanh quá hả? Thứ hai nữa, thân cận với bậc chân nhân tức là đồng nghĩa với chân thân cận với thiện. Nha, thân cận bậc chân nhân là mình vừa giải thích hồi nãy. Cái thứ hai nữa là thân cận với thiện. Thân cận với thiện là như thế nào? Ở đây thiện nam tử hay thiện nữ nhân sống tại làng hay thị trấn, tại đấy có gia chủ hay con của người gia chủ, những đứa trẻ được nuôi lớn trong giới đức hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Có nghĩa là lòng tin, giới đức, bố thí, trí tuệ. Đức Phật nói là một người nam nữ cư sĩ Phật tử nào ở trong làng xóm hay ở thị trấn, thị tứ hay thành phố làng mạc nào, mà trong đó có những đứa trẻ được nuôi dạy với cái lòng tin pháp Phật tuyệt đối, có giới đức tuyệt đối, có bố thí tuyệt đối, có trí tuệ tuyệt đối. Chữ tuyệt đối ở đây gọi là ba la. Giỏi chưa đó, xuất sắc ha. Và những người già, những người lớn tuổi mà được lớn lên trong lòng tin, lớn lên trong giới đức, giới hạnh, lớn lên trong bố thí, lớn lên trong trí tuệ, thì những đứa trẻ và những người lớn, người già này nếu có nói chuyện, nếu có tâm sự, nếu có thảo luận, nếu có chia sẻ với nhau, thì cũng nhờ những lòng tin, giới đức, bố thí, trí tuệ này cùng nuôi dưỡng, hàm dưỡng, nuôi lớn mình lên thêm. Ta hiểu này không ạ? Hiểu không? Tức là nếu mà chúng ta ở trong một ngôi làng, ở trong một cái xóm nào, ở trong một khu dân cư nào, ở một khu tập thể nào, mà những người nhỏ và những người lớn tuổi có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ giới đức, có đầy đủ bố thí, có đầy đủ trí tuệ, và nếu ta giao du tiếp xúc với những cái con người này, ta nói chuyện với những người này, ta qua lại gần gũi với những người này, thì là ta đã đang thân cận với những người thiện, những người thiện. Còn ngược lại, không có lòng tin, không có giới đức, không có bố thí và thiếu luôn cả trí tuệ, thì người này có thiện không? Không. Như vậy thì Phật dạy chúng ta phải thân cận bậc chân nhân. Mà thân cận bậc chân nhân có nghĩa là có giới, có định, có tuệ. Thứ hai nữa là dạy cho nam nữ cư sĩ Phật tử nào ở ngoài đời sống mà chúng ta thân cận với những cái người có cái niềm tin như thế này, có được những cái lòng tin, giới đức, đầy đủ về bố thí, đầy đủ về trí tuệ, thì ta hãy nên gần gũi, phải không ạ? Cho nên có nhiều người nói cô kia cô tội lắm, cô ít đi chùa mà tâm của tốt. Thì thầy mới suy nghĩ, ủa, không đi chùa tại sao tâm tốt? Cái ông kia mặc dù ông không đi chùa mà tháng nào ông cũng ăn chay. Cô kia cô ít đi chùa nhưng mà tháng nào cô cũng ăn chay, cô cũng không có làm điều gì xấu,
đồng ý. Hôm trước mình chia sẻ với nhau trong nhân đạo, đúng không ạ? Đạo là con gì? Đạo là con đường. Trong nhân đạo của họ, có thể là họ không làm mít lòng một đứa con nít nữa, đúng không? Sống rất là tình làng nghĩa xóm, không có mâu thuẫn, không xích mích, không có thù oán gì với ai. Nhưng mà đó là họ làm tròn trong nhân đạo thôi. Còn cái mà thầy trò chúng ta ngày đêm chăm sóc, sửa sang, chuyển hóa là đang trên cái lộ trình gì? Tu đạo, đúng không? Đúng không ạ? Và đến một lúc nào đó sự viên mãn trong tu đạo thì có phải là thầy trò chúng ta được chứng gì? Chứng đạo chứ, phải không ạ? Như vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng là biết bao giờ cho nó thành. Ít nhiều những người mà biết học pháp, biết lắng nghe diệu pháp, biết thân cận bậc chân nhân là người này trong đây nè đã hoàn thành vấn đề nhân đạo rồi đó nha. Cho nên mới dám bỏ thời gian, dám bỏ nhà cửa, dám bỏ buôn bán để mà về tu đạo chứ. Thì người này không phải là người xấu rồi. Nhưng thứ nhất là vì sao ạ? Cái tập khí năm xưa họ chưa được chuyển hóa, cho nên bây giờ cái lời ăn, tiếng nói, cái đi, cái đứng, cái nhìn ngó của họ nó còn thô thiển, nó còn chưa chuẩn mực mà thôi. Chứ người nào càng học diệu pháp, càng nghe diệu pháp thì người này nhân đạo đã hoàn thiện, nhưng mà tu đạo đang trên lộ trình hoàn thiện, đúng vậy không ạ? Cho nên ta đừng thấy người ta đi chùa mình gán cho họ cái mác là gì. Bà đi chùa mà sao bà hung dữ vậy? Bà đi chùa mà sao bà sống dở vậy? Bà đi chùa mà sao này nọ? Họ đi chùa là họ đang trên lộ trình tu, chứ họ chưa phải là người đã chứng, xin thưa nha. Đừng có thấy họ đi chùa có là chụp ngay cái mũ là sao bà đi chùa bà còn xấu. Đúng, tôi xấu tôi mới đi chùa thưa ông nha. Khổ ghê vậy đó. Ta chịu cái này không ạ? Chứ đâu phải ai đi chùa cũng tốt đâu. Vì tôi không tốt cho nên tôi tìm tới cái tốt để tôi học chứ. Nhưng mà vì tôi học nó chưa tới, nó chưa chín, cho nên bây giờ ông thấy cái sai, cái không đúng của tôi thì ông cứ ông nói thôi chứ có gì đâu. Cho nên ông nói thì kệ ông, cô nói kệ cô, tôi vẫn tiếp tục trong lộ trình tu đạo để đời sau kiếp khác tôi có cái mang theo để mà tôi ngộ đạo hoặc là tôi chứng đạo là được rồi. Vậy thôi chứ có gì đâu khó. Bởi vì sự nhìn nhận của họ trong nhân đạo thì họ đâu có biết được trong cái định hướng, đường hướng tu đạo mình là có cái gì, phải không? Cho nên cứ làm thinh bỏ ngoài tai, cứ cười là được rồi nha. Bởi vì trong cái đường chữ nhân đây là người này nha, thì người thì có 5-7 triệu người chứ đâu phải 1-2 người mà mình phải bận lòng bận tâm chứ cho cực, phải không ạ? Nhưng mà mình nhận chân ra cái vấn đề tu đạo thì mình cứ đi theo con đường tu tập chuyển hóa mà thôi. Còn cái chuyện nói là quyền của họ, làm sao mình cấm được, đúng không? Mà thường thường thế sự đa tự anh xin lỗi nhân tình nó vậy nha. Hễ thấy người ta đi chùa là kêu, thấy người ta tu tập là kêu tại sao ông thầy ông dạy bà giấy hả? Do tôi tu mà nó chưa tới thôi, tôi tu nó chưa chín rồi từ từ tôi tu nó ngon hơn chứ có gì đâu mà ông hối, phải không ạ? Không lẽ đâu phải tu một ngày một buổi mà nó thành công được liền. Nhiều khi tu mà coi như là ăn chay rác rồi ruột mà cạo đầu rác da luôn đó mà còn chưa thành công nữa, huống hồ chi mà tháng đi dài 3 ngày dài 3 bữa mà thành công được, khó lắm nha. Bởi vì sao? Cái lũy kiếp vô lượng kiếp về trước xa xưa kia mình tạo biết bao nhiêu là cái nhân bất thiện rồi, nó còn sót được cái nhân thiện nhân lành, đó là gì? Ta gặp được Tam Bảo, gặp được Phật pháp thì cái nhân nhỏ xíu vậy mà từ từ nó mới phát triển lên chứ. Bây giờ buộc tôi phát triển liền liền sao cho kịp, phải không ạ? Cái gì cũng vậy, bánh làm thì cũng phải chờ nấu chín mới ăn chứ.
Cũng giống như có nhiều đứa mà nó thích vẽ, mà thấy mình ngồi mình vẽ, mà mới lần đầu đặt cái bút xuống vẽ là nó cứ nhìn không ra cái gì hết, thì từ từ nó mới ra chứ, phải không? Thì cái đường tu cũng vậy, đường tu cũng y chang vậy. Tức là ai mà họ thấy mình đi chùa, thấy mình mặc cái áo tràng lam, thấy mình mà ăn chay, cái là đò đò má mày bữa nay là dở cái chiêu ra nữa đó, dở cái chiêu gì đâu, thì nhà chùa chỉ làm sao tôi làm vậy, nhưng mà ông thấy trái tai gai mắt thì ông cứ việc nói, nhưng mà mình cứ cười mình trừ thôi, chứ mình đừng có nổi quạo nha. Mình nổi quạo lại có là mình thua kèo người ta đó. Bởi vì sao? Bởi vì thế gian là họ, bởi vì thế gian là họ đang gài bẫy mình nha. À, họ đang chọc giận mình, mà mình giận thiệt cái là mình sập bẫy. Họ đang chọc cái miệng mình nói, mà mình nói thiệt cái là mình sập bẫy. Họ đang chọc tức mình, mà mình tức thiệt cái là mình sập bẫy ngay của họ thôi. Đó là điều tất nhiên. Cho nên khôn ngoan nhất là cứ cười mà trừ, làm thinh đi, để mà chúng ta còn tiến tu trong cái lộ trình đạo nghiệp và giải thoát. Còn cái chuyện họ nói là quyền của họ, mình không cấm. Mà người trong cái đường hướng tu đạo mà chúng ta thân cận bậc chân nhân, thân cận thiện rồi, thì chúng ta có đầy đủ lòng tin không? Đầy đủ lòng tin nha. Phải đầy đủ lòng tin. Lòng tin là mẹ đẻ ra muôn đức hạnh. Người nào đến với các tôn giáo, quý vị nên biết trên thế giới này rất nhiều tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Và cái lòng tin là cái kim chỉ nam đầu tiên để chúng ta bước vào một ngưỡng cửa tôn giáo nào đó. Thì ở đây đạo Phật cũng vậy. Chúng ta muốn thân cận bậc hiền thiện, lành thiện, chân nhân, thì ngay đầu tiên ta phải có lòng tin. Không có lòng tin, đố quý vị bước chân về đây được, phải không ạ? Ta không có niềm tin, không có lòng tin thì chớ hề ta bước chân về Kim Liên để ta học pháp. Ta phải tin một điều gì đó. Mà cái điều tin này là điều gì ạ? Tin vào cái điều tối gì? Tối thiện. Tin vào điều tối thiện. Hôm nay con chưa được, ngày mai con sẽ được, phải không ạ? Ta cứ nuôi cái sự tin tưởng đó, làm lớn lên, làm phát triển cái sự tin tưởng đó lên. Đó là điều chắc chắn nha. Thứ hai là giới đức. Đồng ý ông có niềm tin đó, nhưng mà gom ông về một chùa rộng quậy cho nát cái chùa làm sao. Cho nên phải chế ra giới đức để kiểm thúc bớt lại, đúng không ạ? Một đoàn thể nào cũng vậy, một tập thể nào cũng vậy, sống mà không có những điều lệ, những quy định, những giới để mà chúng ta tự ràng buộc lẫn nhau trong một cộng đồng, trong một cái môi trường sống, thì tự nhiên nó sẽ gì ạ? À? Ông mang cái lòng tin đó đi chỗ khác mất. Cho nên phải gì? Phải có giới đức. Phải có giới đức chứ. Lòng tin xong rồi phải có giới. Giới là sự gì ạ? À? Sự buộc mình vào với lòng tin, chứ không phải bó buộc gì cao cả cả. Tôi có lòng tin với Phật, với Pháp, với Tăng, với Tam Bảo rồi, nhưng mà tôi sống ngoài cái vòng pháp luật, tôi sống ngoài cái vùng phủ sóng, thì họ gọi tôi đâu có được đâu. Cho nên buộc lòng tôi phải vô theo cái đạo trường, đạo mạch khai thông từ bao đời của Đức Phật đến bây giờ là gì? Chư Tăng có giới, chư Ni có giới, cư sĩ cũng phải có giới, để mình buộc cái lòng tin mình lại. Chứ lòng tin không có giới thì lòng tin này nó trở thành tà tính chứ không phải là chánh tính. Nó phải có giới kèm theo thì nó mới thúc liễm, nó mới làm phát triển cái lòng tin. Quý vị hiểu không ạ? Chứ không có giới thì chịu thua nha. Ông tin tôi có nghĩa là, mà ông không hiểu tôi thì là ông phá vỡ lẫn tôi mà lẫn ông nữa. Cho nên là gì? Nhà tôi gia cảnh nó vậy, cơm chao cơm rau đạm bạc vậy đó. Anh tin tưởng tôi thì tôi cảm ơn, nhưng mà anh có chịu sống nổi cái quê nghèo đó không? Mình hỏi trước, hễ mà họ chịu một cái là mình mới ưng họ, có phải vậy không ạ? Nhà tôi khổ lắm, không có tiền, không có vàng. Như vậy thì là chúng ta tự ràng buộc lẫn nhau, mà chúng ta không ràng buộc về cái vấn đề mình vừa liệt kê, mà chúng ta tự ràng buộc đây là gì? Phải có giới đức, giới hạnh lẫn nhau. Anh cũng nam giới, tôi cũng nam giới, cũng nam giới. Thành thử ra là chúng ta cùng đi trên cái lộ trình gì ạ? À? Tu tập giải thoát rất là
là vững chãi, an toàn nha. Sau giới đức chúng ta phải biết thêm một cấp độ nữa, đó là bố thí. Phải đầy đủ về bố thí. Quý vị nên biết rằng sự bố thí là một cái gương hạnh sáng của xuất gia cũng như tại gia. Người tu Phật mà không bố thí thì thua. Không bố thí thì thua nha. Bố thí là một đức tính cao đẹp. Chữ bố có nghĩa là rộng khắp. Là rộng này. Rộng khắp. Là lan tỏa. Là rộng khắp, là lan tỏa ra. Không bó buộc lại. Chữ bố mà. Chữ thí là, là cho, là trao, là tặng, là đưa, là gửi. À như vậy hai chữ bố thí rất là hay. Mà nhiều người thương thì kia thôi, con biếu cô, con biếu chú ăn lấy thảo ha. Con kỉnh bà, kỉnh ông ăn lấy thảo. Còn những người nào mà ta thấy dưới kèo mình là ta dục đó, bố thí cho mày. Đúng vậy không ạ? Ta bố thí cho mày đó. Như vậy thì từ bố thí nếu mà chúng ta biết sử dụng nó rất là hay, nó rất là hay ho, rất là lành thiện. Chứ không có gì ghê gớm nha. Bố là cùng khắp, là rộng khắp, là bùa ra nhiều nơi, là lan tỏa nhiều chỗ. Thí là cho đi, là xớt bớt phần ăn, chia bớt manh áo, cho bớt cái mền, chia phần viên thuốc, cho dài tiền viện phí vân vân. Đúng không ạ? Đúng chứ. Mình giúp cho người ta có tiền viện phí cũng là một cách bố thí. Mình cho người ta quần áo cũng là cách bố thí. Mình cho người ta nắm xôi trái bắp cũng là thực hiện cái hạnh bố thí. Cho nên có giới đức mà không bố thí thì giới đức này chỉ là gì? Tự tư, tự ngộ, tự chứng ở trong cái khuôn viên dài mét vuông của vườn tược nhà cửa ông mà thôi. Phải không ạ? Nếu ta thiếu cái sự bố thí thì đồng nghĩa với cái sự gì ạ? Ảnh hưởng lan tỏa sức tu của ta sẽ không đến được với người khác. Bởi vì sao? Ta muốn đưa người ta vào đạo, ta muốn mình có được cái oai lực, ta muốn mình có được uy tín, thì ta phải cho người ta một cái ân nha. Nhớ kỹ dùm cái này. Ta không cho người ta ân. Ân là gì? Tức là họ chịu ơn mình đó. Đúng vậy không ạ? Chồng chịu ơn của vợ, vợ chịu ơn của chồng, ông ngoại chịu ơn bà ngoại, con chịu ơn của mẹ. Đúng vậy không? Em chịu ơn của anh. Tất cả đều là trói buộc trong cái ân này hết. Thì bố thí là một trong những cái hình thức, những cái thái độ sống để ta nâng cấp cái ân nghĩa tình cảm này lên trong cộng đồng pháp hữu, đạo tràng, tín đồ lẫn nhau mà thôi nha. Chứ không có gì hết. Ta muốn có oai thì ta phải cho người ta một cái ân. Cho người ta một cái ân. Họ chịu ơn mình rồi đó, mình dễ thuyết pháp độ sinh hơn. Mình dễ đưa cái diệu pháp, mình dễ đưa cái chánh pháp vào lòng người dân hơn. Phải không ạ? Một tín đồ nào, một đạo tràng nào cũng vậy. Ông thầy ông cũng phải kêu gọi vấn đề bố thí, cứu giúp, chia sẻ, nhường cơm, xẻ áo cho mọi người. Chùa nào cũng vậy hết. Bởi vì nó là một trong những cái hạnh của người tu mà. Phải không? Cái cuối cùng là trí tuệ. Làm được những cái này thì tự nhiên trí tuệ phát sinh thôi. Bởi vì sao? Có giới thì có định, mà có định thì tuệ phải phải phát sinh. Mà trí tuệ đứng sau cùng. Mặc dù là vậy nhưng mà trí tuệ quyết định ngược lại tất cả mấy cái này. Ông có lòng tin mà ông thiếu trí tuệ đi, đổ dở không? Đổ dở chứ. Ông có giới đức mà ông không có trí tuệ thì ông sẽ là giới cấm thủ, phải không? Ông có bố thí nhưng mà ông bố thí đụng đâu cho đó, không biết chừng là coi như ông cho nhầm người. Cái người đáng cho thì không cho, người không đáng cho thì ông lại cho. Ta hiểu chỗ này chứ ạ? À? Cho nên tất tần tật
trí tuệ là cái kim chỉ nam cho ta tỉnh ngộ, cho ta chánh niệm, cho ta tỉnh thức, cho ta tỉnh giác, để mà ta phân biệt rõ ràng đen như thế nào, trắng ra làm sao, phải thì ta làm mà trái thì ta không theo. Đúng không ạ? Rồi nha. Dạ rồi, Mô Phật. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, hôm sau chúng ta học tiếp. Xin cầu chúc cho quý vị có được một buổi chiều Chủ nhật bây giờ và buổi tối chúng ta được bình an, chúng ta được mạnh giỏi. Và cầu chúc cho người còn kẻ mất của gia đình quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn và luôn sống trong giáo pháp của Đức Như Lai, để đời sau kiếp khác chúng ta có được nhân giống lành để mà chúng ta mang theo. Nguyện đến công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.